Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với ngày thứ 24 trong chuỗi bài tập yoga tại nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập ngày hôm nay. Từ đây các bạn hãy ngồi thật thoải mái trên thảm, hai tay đặt lên đầu gối, giữ lưng thẳng, khép nhẹ đôi mắt lại, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít sâu, thở chậm, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào thật sâu, thở ra xẹp bụng xuống. Hãy thả lỏng khuôn mặt, thả lỏng cơ thể, cảm nhận hơi thở được ra vào tự nhiên. Hít sâu, thở trọng, hít thật sâu, thở ra. Từ đây chúng ta cùng chắp hai tay trước ngực và chào nhau. Namaste, chào tất cả mọi người. Nào, chúng ta hít vào, hai tay vươn lên, lan tay, ngửa căng lòng bàn tay, đẩy ngực nâng cằm. Thở ra hạ tay cuộn lưng, mắt nhìn xuống rốn. Hít vào, hai tay vươn lên, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay xuống, cuộn lưng, mắt nhìn xuống. Hít vào, hai tay vươn lên, ngửa căng lòng bàn tay, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay, cuộn lưng, hóp sâu bụng lại, mắt nhìn xuống. Hít vào, hai tay vươn, tách tay của mình ra. Thở, tay phải đặt lên đầu gối trái, nghiêng phải, vươn căng tay trái. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra đổi bên, tay trái đặt lên đầu gối phải, nghiêng trái, vươn căng tay phải. Hít vào, hai tay vươn. Thở, nghiêng phải, giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra đổi bên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở, nghiêng phải, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, hai tay vươn. Thở ra đổi bên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở hạ tay xuống. Từ đây chúng ta duỗi chân của mình ra, dùng lắc hai chân, thả lỏng. Thả lỏng hai chân. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở, vặn xoắn ra sau sang phải, hóp sâu bụng thở. Nếu tốt hạ sâu chán xuống. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở, vặn xoắn đổi lên. Hít vào, hai tay vươn. Thở, vặn xoắn sang phải. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở đổi bên. 5, 4, 3,
2, 1. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở hạ tay xuống. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng đưa chân ra sau, trở về tư thế cái bàn. Hai tay tách rộng bằng vai, hai đầu gối tách rộng bằng hông của mình. Xoay cùi chỏ tay hướng ra phía bên ngoài. Hít vào, mở ngực võng lưng, nâng cằm. Thở cuộn lưng, hấp sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Hít vào, mở ngực võng lưng, nâng cằm. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Thở cuộn lưng, hấp sâu bụng, mắt nhìn xuống rốn. Hít vào, mở ngực võng lưng, nâng cằm lên. Giữ, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra cuộn lưng, hấp sâu bụng lại, mắt nhìn xuống rốn. Hít vào, trở về chỗ mũi chân của mình. Đưa chân phải ra sau, tay trái về trước. Giữ, 1, 2, 3, 4, 5. Tay ra sau, nắm vào cổ chân. Nếu tốt, đẩy chân lên thật cao. Cảm nhận sâu vùng vai được mở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay xuống. Thu đầu gối về gần cả một tráng, cuộn lưng của mình lên. Hít vào, chân phải ra sau. Xoay gót chân trái sang bên trái một góc vuông. Hạ bàn chân phải xuống, vươn tay phải qua đầu. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đưa tay phải nắm vào cổ chân phải, đẩy chân ra sau. Giữ, 1, 2, 3, 4, 5. Dùng tay phải nắm cổ chân phải, bước chân phải về cạnh bàn tay trái của mình. Xoay lại mũi bàn chân sau. Hít vào, hai tay vươn lên. Siết mông, đẩy ngực ngả sau. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hai tay ra sau lưng. Rồi trượt tay theo đùi sau, đẩy ngực nâng cằm. Giữ, 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, thở hạ tay xuống. Từ đây chúng ta duỗi thẳng chân phải, gấp cổ chân phải, gót chân phải tiếp giáp với mặt thảm. Vươn dài lưng, bỏ hai tay ra xa. Cảm nhận sâu cơ chân được căng giãn. 5, 4, 3, 2, 1. Đặt bàn chân xuống, bước chân ra sau, trở về tấm ván cao. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn. Hít, chuẩn người lên, ngắn hổ mang. Thở chống 10 đầu ngón chân, trở về chỗ úp mặt, chìm sâu vai xuống, chìm sâu vai. Hít vào, đá chân phải ra. Hít vào lúc này chúng ta hít vào một hơi thật sâu này. Thở hạ đầu gối của mình xuống, về cái bàn tiếp tục. Hít vào, chân trái ra sau, tay phải về trước. 5, siết bụng lại. 4, 3, 2, 1. Tay ra sau, nắm vào cổ chân. Hít, đẩy chân lên cao. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay xuống. Thu đầu gối về gần cằm hoặc trán. Cuộn lưng lên. Tiếp tục hít, chân trái ra sau. Xoay gót chân phải sang phải. Vươn tay trái qua đầu. Giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Đưa tay ra sau, nắm vào cổ chân. Đẩy chân. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bước chân trái về cạnh bàn tay phải. Rồi hít vào, vươn hai tay lên, chắp tay, duỗi. 5, 4, 3, 2, 1. Thở hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta ngả sau một chút nào. Hạ tay ra sau lưng, ngả sau. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, thở hạ tay xuống. Duỗi chân trước. Rồi vươn dài lưng ra,
góc cổ chân lại, cảm nhận sâu sự căng giãn vùng cơ chân ở đây. 5 4 3 2 1, chùm đầu gối, bước chân ra sau về tấm ván, thở hạ đầu gối, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn, hít chườn người lên, rắn hổ mang, thở chống đầu gối trở về cái bàn, trở về cái bàn của mình. Từ đây chúng ta có thể tách nhẹ hai tay sang hai góc thảm, hạ ngực cằm xuống, hít thật sâu, thở ra, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở ra, hít vào, thở. Tiếp tục chống bàn tay của mình, chống bàn tay, hít vào đá chân phải ra sau lên cao, đá chân phải ra sau lên, thở bước chân phải về giữa hai bàn tay, bước chân phải về giữa hai bàn tay. Rồi, hai tay lên cao, trường tấn cao, hai tay lên, trường tấn cao, chắp tay ngả sau, nâng cằm giữ 1 2 3 4 5, thở hạ tay xuống, tiếp tục bước chân ra sau về tấm ván, thở hạ đầu gối, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn, hít chườn người lên, rắn hổ mang, thở chống 10 đầu ngón chân trở về chỗ úp mặt, chìm sâu vai, hít đá chân trái ra sau lên, thở bước chân trái về giữa hai bàn tay, hai tay lên cao, trường tấn cao, chắp tay, đợi ngực nâng cằm giữ 1 2 3 4 5, thở hạ tay xuống, rồi bước chân ra sau về tấm ván, 5 4 3 2 1, thở hạ đầu gối, hạ ngực cằm, 8 điểm chạm sàn, hít chườn người lên, rắn hổ mang, thở chống 10 đầu ngón chân trở về chỗ mặt, chìm sâu vai xuống, chìm sâu vai, hít vào đá chân phải ra sau lên cao, thở bước chân phải ra bên ngoài bàn tay phải, giữ ở đây 1 2 3 4 5, thở hạ đầu gối sau xuống, tách đầu gối phải sang phải, giữ ở đây 1 2 3 4 5, từ đây gấp đầu gối chân sau lại, tay phải ra sau, kéo gót chân về gần mông, giữ 5 4 3 2 và 1, duỗi chân, bước chân ra sau trở về chỗ mặt, chìm sâu vai, hít vào đá chân trái ra sau lên, thở bước chân trái ra bên ngoài bàn tay trái, giữ ở đây 1 2 3 4 5, thở hạ đầu gối chân sau xuống, chìm sâu háng, giữ 1 2 3 4 5, gấp đầu gối chân sau lại, tay ra sau, nắm mọc cổ chân, kéo gót chân về gần mông, cảm nhận sự căng giãn vùng cơ đùi, 5 4 3 2 1, duỗi chân của mình ra, bước chân ra sau trở về chỗ mặt, chìm sâu vai xuống, chìm sâu vai, hít vào, tiếp tục đá chân phải ra sau lên, thở bước chân phải ra bên ngoài bàn tay phải, hạ rồi giữ ở đây 1 2 3 4 5, hạ đầu gối chân sau xuống, chìm sâu háng, tách đầu gối phải sang phải, giữ 1 2 3 4 5, gấp đầu gối chân sau, dùng tay kéo gót chân về gần mông của mình, giữ ở đây 1 2 3 4 5, duỗi chân nào, trở về chỗ mặt, chìm sâu vai xuống, đổi bên chân, hít đá chân trái ra sau lên, thở bước chân trái ra bên ngoài bàn tay trái,
giữ 5, 4, 3, 2 và 1, hạ đầu gối chân sau xuống, rồi chìm sâu hàng xuống, giữ 1, 2, 3, 4, 5, gấp đầu gối chân phải, dùng tay ra sau kéo gót chân về gần mông của mình, giữ 5, 4, 3, 2 và 1, duỗi chân trở về, chõ mặt chìm sâu vai, chõ mặt chìm sâu vai xuống. Từ đây chúng ta hít vào, đá chân phải ra sau lên cao, thở co đầu gối về trước, rồi hạ khớp háng của mình xuống, rồi duỗi chân. Lúc này chúng ta sẽ dùng một sợi dây tập yoga, được chưa? Gấp đầu gối chân sau lại, gấp đầu gối chân sau của mình lại, dùng dây móc vào chân của mình, được chưa? Đó. Rồi đây chúng ta sẽ lới lỏng cái dây của mình ra, được chưa? Đưa tay lên, rồi chúng ta sẽ hướng cùi chỏ tay hướng lên, rồi đẩy ngực từ từ, tay của chúng ta theo năm tháng, theo khả năng tập luyện, khi mở vai và lưng trên được mở thì chúng ta sẽ dễ dàng tay nắm xuống chân hơn, đẩy ngực nâng cằm. Chúng ta sẽ rút ngắn dần khoảng cách giữa tay ở dây và chân của mình, được chưa? Nếu tốt thì tay sẽ nắm tới bàn chân nhá. Ai chưa tốt thì chúng ta cứ làm từ từ như vậy, đẩy ngực lên, úp cái đùi này xuống, rồi có thể thoát thế sớm bằng thả lỏng tay ra, rồi hạ thử tay cuộn lưng của mình lên, hít thật sâu, thở chậm, hít sâu, thở ra, hít vào thật sâu, thở ra nào. Rồi từ đây chúng ta sẽ chống bàn tay, bỏ dây của mình ra, đổi bên chân nào. Hít vào, đá chân trái ra sau lên cao, thở co đầu gối, hạ chân của mình xuống, chìm sâu háng xuống. Rồi lúc này chúng ta sẽ gấp đầu gối chân sau của mình lại, đưa dây ra sau, rồi một sợi dây. Nếu như chúng ta chưa có dây, chúng ta có thể dùng một cái khăn, được chưa? Chúng ta dùng một cái khăn để cài vào chân của mình, được chưa? Rồi đẩy chân lên, đẩy tay của mình lên, rồi giữ ở đây 1, 2, 3, 4, 5, rồi thở ra, cuộn lưng của mình lại, rút xuống thật sâu, cuộn lưng. Vừa rồi đó chính là tư thế vô câu ngồi, để các bạn có thể dùng kết hợp với dây, đúng không? Rồi trở về chỗ mà chìm sâu vai, rồi chúng ta hạ đầu gối của mình xuống, nằm ngửa, mọi cái lớp chúng ta nằm ngửa, hai tay ôm đùi của mình, hít vào nâng đầu lên, giữ ở đây 1, 2, 3, 4, 5, thở hạ đầu xuống, kéo đầu gối về gần bụng ngực, tiếp tục hít nâng đầu lên, giữ ở đây nào, 1, 2, 3, 4, 5, thở hạ đầu xuống, kéo đầu gối về gần, hít vào nâng đầu lên, giữ ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, thở hạ đầu gối xuống. Từ đây chúng ta sẽ lăn lưng bật người ngồi dậy 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5, nhẹ nhàng hạ chân của mình xuống, hạ lưng xuống,
Từ đây chúng ta đưa hai tay nắm vào hai ngón chân cái, nhấn mông vào lưng dưới xuống, dùng mắt chân sang hai bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Lúc này chúng ta duỗi hai chân của mình sang ngang, duỗi hai chân, hai tay sang ngang, đặt bàn chân phải lên đùi trái, dùng tay trái kéo đầu gối xuống, nhấn vai phải xuống, hít thật sâu, thở chậm, hít sâu, thở ra, hít vào thật sâu, thở chậm, trở về và đổi bên nào. Đặt bàn chân trái lên đùi phải, dùng tay phải kéo đầu gối xuống, giữ ở đây, hít thật sâu, thở chậm, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở chậm, rồi trở về. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng nằm thả lỏng và thư giãn trong tư thế Savasana. Hít vào, bụng căng tròn lên, thở ra xếp sâu bụng xuống. Hít vào, bụng căng tròn, thở ra xếp sâu bụng lại. Hít vào, bụng căng tròn lên, thở xếp sâu bụng. Hãy hít sâu, thở chậm, hít thật sâu, thở ra, hít sâu, thở chậm. Từ đây chúng ta hãy cử động nhẹ cái đầu ngón chân và ngón tay. Hít vươn hai tay qua đầu, duỗi căng mũi chân, thu chân trái về gần mông, nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Vừa rồi đó chính là bài tập ngày thứ 24 trong chuỗi bài tập yoga tại nhà. Hy vọng sẽ là một bài tập bổ ích dành cho các bạn. Và các bạn đừng quên sau khi tập xong hãy bình luận phản hồi các bạn nhé. Và đừng bao giờ quên đăng ký kênh YouTube Yoga cho người mới bắt đầu và nhấn vào chuông để chờ đợi những clip tiếp theo. Tạm biệt.